Thank you.
Xá xị. Mình sử dụng keo epoxy nha các bạn. Gốc xá xị này nó rất là già, vân rất là nhiều, rất đẹp. Vâng, nó cũng tiếp nha các bạn. Chặt 7.5 nha. Mình test thử nha. Cái gỗ xá xị này nó rất là mềm nha các bạn, nó mềm lắm, cho nên là mình làm chủ yếu là để trưng bày cho nó đẹp nha các bạn, chứ mà sử dụng thường xuyên thì nó nguy cơ nó bị gãy là rất là cao ha, do cái loại gỗ này nó rất là mềm nha các bạn. Dân làm gỗ thì ai cũng biết rồi ha, gỗ xá xị nó rất mềm. Như mình thì mình quen bắn tiền ngón ha. Đó, thì mình cầm tuốt ở trên cái đầu chạc này nè. Hai ngón tay mình đè cái đầu chạc lại cho nên mình cũng không có sợ nó gãy ha. Đó. Nhiều bạn không quen nó cầm kiểu như vậy là rất là dễ gãy ha. Cầm thì rất là dễ gãy.
tại cái gỗ nó rất là mềm ha, chủ yếu là nó đẹp thôi ha. Thấy cái vân nó rất đẹp cho nên làm chủ yếu làm là để trưng bày nha các bạn, trưng bày cho nó đẹp ha, chứ sử dụng thường xuyên là có nguy cơ gãy rất là cao ha. Thun nó đặt vào rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay mình chỉ làm được có một cây thôi ha, cây này mình đã làm 2 ngày mới xong nha các bạn, rất là lâu. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn ha. Cảm ơn các bạn.